trong nước. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em giới thiệu với anh, em là Tùng. Ngày hôm nay thì đến đây rất là muốn trải nghiệm cái không gian ở khách sạn của mình. Điều đầu tiên có lẽ là ấn tượng nhất, bởi vì cái không gian, cái kiến trúc ở đây thực sự rất là đặc biệt và có cái gì đấy nó làm cho mình có cái cảm giác rất là gần gũi. Cảm chào, giác rất là thích. Chào Tùng. Mình là Doanh. Hiện tại thì mình đang quản lý ở đây. Thì cũng muốn giới thiệu qua cho Tùng biết, đó là tên khách sạn Tubotel. Thì vị trí ở khách sạn thì nằm ở đường Sở Than và cũng là một cái vị trí mà phải nói là cao, cũng tầm trung của Sapa đấy. Đấy, thì tổng quan khách sạn thì khi mà Tùng nhìn ấy thì mình chỉ nhìn thấy được cái mặt nổi thôi, nhưng mà thực chất ra thì nó có hai phần, đó là phần mặt nổi và phần ống chìm ở bên dưới. Thì lát nữa thì mình sẽ giới thiệu cho Tùng sau. Còn ví dụ như là tất cả những cái mà được cấu tạo thành khách sạn ấy thì bên mình được lấy từ những cái phế thải và sau đó thì mình thiết kế thành cái kiến trúc để xây dựng nên một cái khách sạn nó nhiều màu sắc như thế này. Ở đây thì tính tất cả là có bao nhiêu phòng dành cho khách đến có thể để trải nghiệm ạ? Ở đây thì tổng cộng có 40 phòng. Đấy, ví dụ như dãy này thì có 12 phòng này, còn tất cả những phòng chìm ở dưới đấy thì là có 40. Thông thường thì là khách sẽ đến vào cái khoảng thời gian nào là đông nhất ạ? Nếu mà khoảng thời gian mà tính theo năm ấy thì tính vào mùa hè đông này, bên lại khu vực sau Tết và những ngày lễ. Còn lại những cái ngày thường thì là hầu hết là vào thứ bảy, chủ nhật là đông thôi, còn những ngày thường thì đấy là xu thế chung của Sapa rồi. Đấy. Em thấy ở đây có một cái điểm khá là đặc biệt so với tất cả các khách sạn khác ở Sapa, đó là về cái không gian. Cái không gian nhé, thì đầu tiên thì mình muốn nói đến là cái không gian đây thì được kết hợp với thiên nhiên. Có nghĩa là bên mình sẽ thiết kế đó là làm sao mà khác với khách sạn khác. Bình thường khách sạn khác thì xây lên một cái khối, đúng không? Còn nhà mình thì sẽ kết hợp với thiên nhiên, là mình sẽ chìm trong lòng đất này. Khi mà người vào ấy, người ta có thể là cảm nhận là chỉ có mỗi như thế này thôi. Nhưng thực chất ra thì rất là rộng. Và không gian thứ hai là không gian mà tổ chức sự kiện cho tất cả các khách đến đây. Ví dụ như là đốt lửa trại này và tham gia văn nghệ thì gồm có nhạc sống này, các bạn có thể tự hát karaoke với nhau. Thì các bạn trẻ rất là thích cái điều đó. Như anh nói thì cái khách sạn của mình với những cái, với cách kiến trúc, cách bố trí tất cả các cái không gian khác nhau thì có lẽ là hình như em thấy là hợp với các cái bạn trẻ hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Tầm từ trung tuổi đổ xuống, đúng không ạ? Đúng rồi. Là mọi người đến đây thì cái không gian vừa trẻ trung, vừa có cái gì đấy rất là gần gũi và có lẽ các bạn ấy cũng rất là thích ạ. Đúng rồi, các bạn rất là thích cái này. Em đến lần đầu mà em còn thích. Dạ. Thế thì bây giờ anh có thể dẫn em đi tham quan xung quanh. Ok. Các cái không gian mà mình có. Vậy bây giờ thì chúng mình cùng nhau đi tham quan xung quanh không gian khách sạn nhé. Dạ vâng. Ok. Đây, mời Tùng. Nó hầu hết là chìm dưới lòng đất đó,
còn cái khu trên kia là bề lổi bên trên. Vâng. Hai khu có lẽ là nếu mà chìm ở trong lòng đất như thế này thì vào đặc biệt mùa hè những cái ngày nắng nóng thì vào trong này thì rất là mát đúng không anh? Đúng rồi, cực mát luôn. Đấy, còn đặc biệt là ở cái khu Sapa này thì thời tiết cũng rất là thuận lợi nữa. Đúng rồi. Xuất phát từ đâu mình lại có ý tưởng là tạo ra một cái không gian của Tubo Hotel ạ? À, xuất phát thì ý tưởng thì anh chủ đầu tư đã đi rất nhiều nơi ở bên nước ngoài cũng như Việt Nam, và sau đó thì anh thấy mô hình rất hay, và sau đó thì bên mình triệt tiêu hết tất cả những cái mà điểm yếu của các cái mô hình hầu hết giống như thế này, và đây là hình như là mô hình duy nhất của thế giới là như thế này, chưa ai làm giống như này cả. Vâng. Đó. Em cũng đã được đi một số nơi và cũng thấy ở Việt Nam mình thôi. Cũng có một vài cái địa điểm là có cái kiểu kiến trúc gần dạng như thế này. Ví dụ như ở Đà Lạt chẳng hạn. Đà Lạt, đúng rồi. Thứ nhất là về cái cấu hình đã. Đấy là bên mình có phòng chìm trong lòng đất. Còn bên Đà Lạt thì là lổi trên lòng đất. À. Và tất cả ở bên Đà Lạt đấy thì cái khu vực ở bên trong thì không có nhà vệ sinh. Nhưng mà bên mình lại có nhà vệ sinh ở bên trong. Đấy, và ở Đà Lạt thì họ sẽ làm những cái giường, hai cái giường hai bên. Còn bên mình thì để cái đệm xuống dưới. Tại vì nếu hai giường hai bên thì nó làm cho cái không gian nó bị thô quá. Đó, nên ở bên mình thiết kế là cái giường bên dưới và giường là cái đệm di động. Đó, mình có thể tách ra làm hai nếu các bạn muốn ở riêng. À. Còn nếu các bạn muốn ở chung thì mình lại ghép vào một cái giường lớn. Đó. À, có nghĩa là với không gian mà mình từ khi thiết kế là mình đã triệt tiêu tất cả những cái đúng điều rồi. Mà bất hợp lý đúng không ạ? Đúng rồi. Ở những cái không gian khác. Đúng đó rồi. Là điều đặc biệt của Tubo Hotel. Khách du lịch khi đến với Tubo Hotel thì họ sẽ được trải nghiệm và được khám phá những cái điều gì ở đây, những cái điểm gì đặc biệt ạ? Ừ. Khi mà tất cả những bạn trẻ mà đến Tubo Hotel ấy, điều đầu tiên là các bạn được ở một cái không gian khách sạn mới, độc lạ, rất là phù hợp với giới trẻ. Và thứ hai, khi các bạn đến với Tubo Hotel thì các bạn có thể là được trải nghiệm buổi tối, các bạn có thể được sử dụng BBQ này, có thể là tham gia các chương trình karaoke, ca nhạc, và thi thoảng bên mình thì có mời các cái show diễn, ví dụ múa dân tộc, dân ca về để phục vụ các bạn. Hầu hết là nhạc sống, karaoke mình đầy đủ hết. Đấy, và cái khu này thì nó tách biệt khu thị trấn, các bạn có thể cảm giác thoải mái hơn. Và cái đặc biệt là cái khoảng giá của khách sạn Tubo Hotel thì không thay đổi, có nghĩa là lễ Tết hay là thứ bảy chủ nhật thì đều như nhau hết. Đó. Vâng, đó là cái điều mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy yên tâm đúng không ạ? Đúng rồi. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc được trải nghiệm với những không gian hết sức đặc biệt, với những phòng nghỉ hình lục giác và hình tròn, cũng như là được trải nghiệm rất là nhiều những dịch vụ ở Tubo Hotel, thì ngoài ra khi mà khách đến đây và đặc biệt là các bạn trẻ thì mọi người có thể cùng nhau ngồi quây quần bên những mâm đồ ăn, đồ nướng BBQ như thế này. Anh Doanh, khi mà khách đến đây thì tùy vào nhu cầu của họ thì mình cũng sẽ phục vụ tất cả những thứ như thế này ạ. Đúng rồi, khi khách hàng đến đây vào những ngày cuối tuần ấy thì các bạn có thể là tham dự tiệc BBQ. Và tiệc BBQ ấy thì thường tổ chức ở bên trên kia. Hoặc là nếu bạn nào muốn không một cái không gian riêng, hai người mà tâm sự với nhau ấy, hay là muốn tổ chức sinh nhật hay là hẹn hò nhau ấy, thì mình có một cái những cái không gian nhỏ như này để các bạn có thể là trải nghiệm riêng tư ở đây và phòng ở kia. Đó. Ngày hôm nay đến đây được cùng anh Doanh khám phá và trải nghiệm rất là nhiều điều thú vị, điều đặc biệt ở Tubo Hotel thì có lẽ là chắc chắn là nhiều người sẽ có cảm nhận giống em và rất là muốn được đến Tubo Hotel một lần để trải nghiệm tất cả những điều mà ngày hôm nay anh Doanh đã cho em trải nghiệm. Rất là cảm ơn anh. Cảm ơn và cậu. Bây giờ thì mình sẽ cùng nướng BBQ và thưởng thức một chút rượu trong không gian như thế này.